Chương thứ 5: Đức tin sáng suốt. Phàm theo một đạo nào là chúng ta đã tin ở giáo lý và chỗ cao siêu của đạo ấy. Chúng ta đã có một đức tin, rồi ngày qua ngày chúng ta lo tưởng tới đạo và hành động theo lẽ đạo. Đức tin ấy càng thêm mạnh mẽ. Đức tin đã mạnh mẽ thì không một việc gì ở thế gian này long lay nó được. Là vì đã tin chắc ở đạo, chúng ta đem cả trí lực hăng hái, cả tinh thần cứng rắn mà làm đạo, thế nào chúng ta lại không đủ nghị lực chống chọi bất kỳ một biến cố nào. Đức tin theo phương ngôn Âu Tây dời cả núi non. Ngày xưa muốn cho mấy cao đồ phải dùng trí sáng suốt mà xét suy phán đoán, đặng có một đức tin vững chắc. Đức Thế Tôn bảo: bất luận điều gì có ghi chép trong sách vở hoặc từ cửa miệng của chư hiền triết nói ra hay của tiền nhân truyền lại đều không được nhắm mắt tin càng, mà trước phải xét suy phán đoán coi có đúng lý hay không. Đó là một lẽ trọng quyền phán đoán và tự do tín ngưỡng cá nhân. Tất phải tin theo mấy bậc đạo trưởng mình, vì mấy vị ấy đã làm cái việc Thế Tôn dặn bảo trước kia. Cho nên tôn giáo nào cũng có tín điều là những giáo lý mà giáo hội đã dùng trí sáng suốt xét suy phán đoán và nhận là chân lý. Chư tín đồ chỉ tin theo là khỏi sai lầm. Dạ, quyền vi mầu nhiệm thiên đạo vốn có nhiều chỗ trí phàm chúng ta dầu tấn hóa đến đâu cũng không thể nào thấu được. Các nhà khoa học trứ danh khắp hoàn cầu cũng đành bó tay mà chịu. Ngày nay được rõ chú ích cơ mầu nhiệm ấy là cũng nhờ ơn trên chỉ bảo. Những thánh quấn góp thành một giáo lý bất di bất dịch là những điều đáng tin, không thể nào cãi được. Ví dụ như Đức Chí Tôn dạy rằng ngoài tam thiên thế giới có thất thập nhị địa cầu, mà địa cầu chúng ta ở thuộc vào hạng 68. Điều này chúng ta làm sao xét đoán cho biết đúng lý hay không? Trừ ai không tin thì thôi, còn chúng ta đã tin ở đạo, lẽ nào lại mơ hồ nghi hoặc? Đức Chí Tôn đã nói: ngày nay các con chẳng thấy đặng hành vi mầu nhiệm mà chính mình thầy đã đến nói. Các con cũng nên tin nơi thầy mà cho lời dạy của thầy là chân thật. Nếu các con đợi đến buổi chung quy, hồn ra khỏi xác mới thấy đặng cơ mầu nhiệm thì chừng ấy đã muộn rồi. Hễ chúng ta tin tưởng trời Phật thì trời Phật cảm ứng với chúng ta. Đức tin tỷ như một vật chứa nước, cơ cảm ứng đối với đức tin ví như nước đem đựng vào. Vật lớn chứa được nhiều nước, vật nhỏ tất chứa ít. Đức tin lớn được nhiều cảm ứng và trái lại. Chí ư vật chứa bể đi là khi mất đức tin, thế nào đựng được nước nữa, mất cơ cảm ứng. Vậy đức tin rất cần yếu cho người giữ đạo. Mạnh đức tin làm đạo vững bền, yếu đức tin chống chày phải ngã. Chúng ta chẳng những cần có đức tin mà còn phải ôn đúc đức tin cho trọn cả gia đình, nhất là trẻ thơ. Trẻ thơ chưa biết tội lỗi, chưa nhiễm dị đoan, đó là lúc nên bắt đầu ung đúc đức tin của chúng về đường chánh tín. Một phương hay để ngăn ngừa quan nghiệt cho trẻ thơ bằng chẳng sớm toan, đợi cho trẻ con lớn khôn gây nên nghiệp báo rồi mới lo ngăn đón thì chẳng khác nào đợi mất của rồi mới lo phòng trộm cướp. Nếu con người từ nhỏ chí lớn có sẵn đức tin chánh đáng, ngày giờ ung đúc đã lâu thì đức tin đặng mạnh,
đức tin mạnh tất đủ nghị lực cự đương với tục tình tội ác. Phải làm cách nào ung đúc đức tin của trẻ em về chánh tín? Trước nhất, người làm cha mẹ phải có một đức tin chân chánh, cứng rắn và vững vàng. Đức tin ấy phải biểu lộ cho con cái thấy mà noi theo. Phàm con cái hay tiêm nhiễm theo cha mẹ trong cử chỉ hành vi, nếu cha mẹ bảo con phải kính xin trời Phật mà tự mình không tỏ ra điều gì để cụ thể hóa sự kính tin, thì con cái biết dựa vào đâu mà tin? Làm như thế chẳng khác nào mấy tấm bảng chỉ đường dựng mấy ngã tư, ngã ba kia vậy. Bạn cứ chỉ đường này đi, đường kia đi, mà bạn cứ ở yên một chỗ, hành khách do theo bạn chỉ có khi cũng lạc đường, sao bằng có người dẫn dắt. Việc lễ bái nơi nhà đối với bậc đạo hạnh cao siêu tuy không thấy cần yếu, nhưng đối với phụ nữ và trẻ em vốn có ảnh hưởng sâu xa về tín ngưỡng. Cơ khảo thí. Có trường thi công quả, tất có cơ khảo thí, theo phép công bình thiên đạo. Phàm muốn đoạt thủ ngôi vị nơi trường thi ấy, người hành đạo phải có công lao xứng đáng và phẩm hạnh hoàn toàn. Chịu thử thách mà không sa ngã mới đáng đăng tên vào tiên tịch. Vì lẽ công bình, Đức Chí Tôn buộc phải để cho ma vương cám dỗ, kẻ nào kém đạo hạnh phải sa vào cạm bẫy. Thường thường chánh tà tương khắc, hễ đạo khai thì tà khởi. Đạo không ma khảo, đạo khó thành. Ma không đạo khai, ma không được dịp mở cơ thạnh vượng. Ma khảo có nhiều cách, đại khái như: một, mạo danh tiên Phật, dối ban quyền diệu, cốt mê hoặc người phải xa chánh giáo. 2. Dục người thấy sắc đẹp mê xa, thấy tài vật ham muốn. 3. Quá việc lạ lùng quái gở, cho người sợ bỏ dở công phu. 4. Chiều theo sở dục con người mà cám dỗ, tức là đánh ngay chỗ yếu của người. 5. Bài bố những khó khăn gai cấn, cho người thối chí ngã lòng. Đức Chí Tôn đã cho biết trước, chung quanh các con dầu xa dầu gần, thầy đã thả một lũ hổ lang ở lộn với các con. Thầy hằng suối chúng nó thừa dịp mà cắn xé các con. Xong trước, thầy đã cho các con một bộ thiết giáp chúng nó chẳng hề thấy đặn, là đạo đức của các con. Ấy vậy, ráng gìn giữ bộ thiết giáp đó hoài, cho đến ngày các con hội hiệp cùng thầy, nghe và ráng tuân theo. Đường đã trải qua, chúng ta thấy rõ, tu hành gặp không biết bao trở lực. Nào là người hữu ý hay vô tình kích bác, cho đến bà con cật ruột cùng bạn thân yêu buổi trước, mà nay thấy chúng ta tu hành, họ cũng đem lòng nhạo báng. Nào kẻ gây điều khó dễ, mong phá hoại việc tu. Lại thêm, nào là kẻ sinh lịch, nào là cao lương mỹ vị, phú quý lợi quyền, toàn là cạm bẫy mà chúng ta phải cẩn thận tránh từng bước trên con đường hành đạo. Trong khi lập công bồi đức, chúng ta thường bị gia đạo rối ren, hao tài, thốn thiếu hoặc lâm tật bệnh, làm cho chúng ta ngã lòng thối chí nếu không nhẫn nại và vững đức tin. Những chướng ngại trên đây là sự trạng của cơ khảo thí vậy. Muốn chống lại, chúng ta ráng giữ bộ thiết giáp y nguyên nghĩa, là giữ sao cho đạo đức vẹn toàn, và nhẫn nhục cố gắng với đức tin bền vững mà tiến bước, dầu gặp phải nhân khảo hay ma khảo, luôn luôn phần thắng cũng về chúng ta. Tự tín và bền chí là bí quyết thành công vậy. Cơ thử thách. Cách thần tiên huấn luyện người học đạo. Lúc dạy dỗ,
Trong lúc dạy dỗ, thần tiên dùng 3 cách: 1. Dạy, 2. Khuyên, 3. Răn. Những cách dạy dỗ các ngài không dùng giống nhau, vì phải tùy theo trình độ và khí chất của mỗi người. Hỏi chi thì các nghĩa rẽ rồi đó. Nếu người học đạo biến nhát, các ngài nhắc nhở khuyên lơn 5-10 lần mà cũng còn biến nhát, không chăm học, không lo lắng sửa mình, thì các ngài lại răn. Răn ấy là làm cho mình bị đau ốm, người ngoài khinh rẻ. Các việc đời dồn dập tới, rối loạn tinh thần, phải tự hối trở về lần đạo lại mới được yên tịnh tu hành. Cơ khảo hay thử thách. Sau khi dạy dỗ một ít lâu sẽ có một cơ khảo thí, nghĩa là giám khảo hạch hỏi. Những điều ấy là cơ thử thách do ơn trên cho lệnh các vị thiên liên khảo vật. Chẳng những thử thách là một cuộc khảo dược, mà nó cũng là sự quan nghiệt của người tạo khi xưa. Mấy cuộc khảo dược ấy như cuộc thi lên lớp, nhưng sau khi lên lớp này rồi còn phải thi lên lớp khác nữa. Một lần qua khỏi một cơn thử thách ấy là một lần lên được con đường tấn hóa. Nên sự thử thách rất hữu ích cho nhân sanh, vì nó ung đúc tinh thần người học đạo rất mạnh mẽ. Ấy là phương luyện thần. Sự thử thách cũng như luồng giông tố. Ai đã trải qua ma tâm chẳng đổi, ý chẳng dời, thì mới mong đạt đường đạo đức. Trong cuộc khảo và thử thách có nhiều cách, như là khảo tham, sân, si, ái dục. Tham là tham muốn điều phú quý, danh lợi, ăn ngon, mặc tốt, ở đẹp, vân vân. Sân là hờn giận, oán thù. Si là mê tín những chuyện thần kỳ, quỷ quái. Ái là thương yêu thê tử, lưu luyến sắc đẹp. Dục là muốn thúc hối con người tội hưởng những điều khoái lạc. Khảo là khảo cho biết chân giả. Thử là thử cho biết tà chánh, cho biết vàng đá. Vàng là loại kim quý báu nhất, dùng lâu năm mà chẳng phai màu, nhiều thứ lửa đốt mà vẫn tự nhiên. Gỗ là vật trên rừng, chạm thành vật quý báu nhờ sự đục đẽo trao dồi chạm chỗ của thợ. Sự đục đẽo trao dồi chạm chỗ lửa luyện, đó là những sự khổ não, phiền hà, cay đắng của thần tiên sắp đặt, đặng ung đúc tinh thần người học đạo cho lào luyện. Mai sau có gặp cảnh ngộ như vậy, không nao lòng, nản chí. Vì hễ người đạt được cái đạo thuật rồi, thì đối với cảnh ngộ nào, dầu cho khổ tâm cách mấy, vẫn xem thường. Mỗi thời kỳ khảo là mỗi lần nâng cao người lên một trình độ. Mỗi lần nâng cao người lên một trình độ là mỗi lần đặt người vào một địa vị. Cái địa vị nhiệm màu thiên liêng không vì chức tước áo mão mà cân nhắc lên được. Người ta khi đã tăng tiến thì không còn ai chăm chú ở sức mạnh, ở giá trị của mình đã lập tâm tạo sẵn ra, mà chính vì cái tài đức tự nhiên, đã biết mình có cái thạnh tình đối với xã hội nhân quần của mình, thì nên kêu gào cho người biết theo. Cũng như mình coi danh lợi là bọt bóng, chống chày tan rã, không lấy sự mạnh được yếu thua, mà chỉ cốt lấy lòng bác ái dẫy tràn vậy. Một vị tiên trưởng có khuyên dạy về cơ khảo như vậy: các em hãy dằn bớt nộ khí, cái giận có hại cho các em, vì nếu tâm phát quả thì phải trái nan phân. Trí khôn các em lúc bấy giờ sẽ bị lòng giận dữ nó choáng hết, thành ra có khi xử sự quấy, nói năng quấy mà phải tổn âm đức. Đạo do ở nhẫn, mà nhẫn mới phải đạo. Nóng như trương dục đức là cái nóng giết mình, nguội như trương lương là cái nguội nên danh đó.
Các em chẳng nhớ ôn nhu hòa mục, quân tử lập thân, ám á cường can, tiểu nhân đoạt lợi hay sao? Nóng nảy làm chi hỡi các em, hạnh tiên nết thánh ráng công rèn. Tánh tình thô lỗ khuyên chừa hẳn, có vậy chân tâm mới chẳng hèn. Cũng như sắt, sắt vô lửa phải mềm, chớ yếu lã như nước, nước bao giờ ai chặt đứt bức rời. Các em quên lời từ phụ dạy rồi hay sao? Ngày gần thành đạo là ngày tà mị nó khởi động, để xô sắp lật ngửa các em. Ai yếu chỗ nào nó nương chỗ đó mà phá khuấy. Ấy vậy khi nào có gặp sự trở đương khổ trí tức lòng, các em nên nhớ đến lời từ phụ mà cười cho qua cơn sóng gió. Chi chi đều có từ phụ và chư Phật tiên phò trì ủng hộ, các em nên để trọn lòng thảnh thơi mà hành đạo là điều quý hơn hết.